Xin chào tất cả quý khách đã quay trở lại với kênh YouTube Đồ Gỗ Hiền Lành. Quý khách hãy đăng ký kênh Đồ Gỗ Hiền Lành để không bỏ lỡ một cái video nào. Vâng, hôm nay là ngày mùng 3 tháng 12 năm 2020. Cơ sở đồ gỗ Đồ Thờ Hiền Lành tiếp tục làm video clip giới thiệu tới quý khách hàng bộ sản phẩm, đó là mẫu hoành phi. Bức hoành phi này bằng chất liệu gỗ vụ. Chúng tôi làm theo đơn đặt hàng của anh Hai. Anh tới từ Gia Lâm, Hà Nội. Anh đã đặt hàng online. Thì trong video clip này, chúng tôi cũng hướng dẫn quý khách đặt hàng online. Quý khách đầu tiên thì quý khách hãy liên hệ về số hotline 0986 883349. Thì chúng tôi sẽ tư vấn thêm. Và trong các video clip thì quý khách hãy bỏ ra từ 5 tới 10 phút xem kỹ các cái đường nét, hoa văn, họa tiết của bộ sản phẩm mà chúng tôi giới thiệu. Quý khách sẽ chụp màn hình lại gửi về Zalo 0986 883349 thì chúng tôi sẽ nhận đặt hàng online theo đúng với mẫu mã mà quý khách đã gửi hình về. Thì khi quý khách đặt hàng online thì quý khách sẽ đặt cho chúng tôi 1/3 số tiền, và sau khi chúng tôi hoàn thiện lắp đặt bàn giao, chúng tôi sẽ thanh toán nốt phần còn lại. Quý khách đặt hàng online thì quý khách sẽ tiết kiệm được cái thời gian. Quý khách không cần về cơ sở mà vẫn đúng như cái mẫu mã quý khách đã gửi cho chúng tôi. Vì cơ sở chúng tôi là cơ sở sản xuất trực tiếp, không qua trung gian. Quý khách đã tiết kiệm được rất nhiều. Quý khách không phải qua các cửa hàng mà cũng không mất thời gian. Quý khách chỉ bỏ một chút ít thời gian từ 5 tới 10 phút để xem hết các video của chúng tôi. Thì quý khách sẽ đạt được yêu cầu hiệu quả cao nhất. Và các cái bộ chữ thì chúng tôi cũng có rất nhiều các bộ chữ để quý khách tham khảo. Đây là bộ sản phẩm chúng tôi làm theo đơn của khách hàng Hà Nội, đó là chạm 3 chữ Phụng Tổ Đường. Gia đình anh sẽ kê vào nhà thờ. Và toàn bộ bức hoành phi này được làm 100% từ chất liệu gỗ vụ Lào. Có kích thước là dài 1m97, chiều rộng 67. Toàn bộ ván là chúng tôi làm dày 3 phân. Giữa ba chữ chạm Phụng Tổ Đường này, chúng tôi có xen kẽ các cái tứ quý. Khuôn phía dưới là chúng tôi làm dày 7 phân, chạm hoa hồng. Và khuôn bên trên chúng tôi chạm cuốn thư. Và hai bên là có hai cái ô đố là chúng tôi chạm long hóa mai. Và hai phần khuôn ngang như quý vị đang xem đây là chúng tôi chạm trúc. Thể hiện sự tinh hoa của bốn mùa, đó là xuân hạ thu đông, tùng cúc trúc mai. Và xung quanh các cái phần ván này chúng tôi chạy chữ công. Quý khách hãy xem kỹ các cái video của chúng tôi, xem mà chi tiết tỉ mỉ thì quý khách có thể đặt hàng online được. Cũng như các cái thông số kích thước, mẫu mã. Và khi hoàn thiện thì chúng tôi có rất nhiều các cái gam màu, đó là sơn son thép vàng, nền đỏ chữ vàng, hoặc là nền đen chữ vàng, hoặc là nền vàng chữ đen. Và nếu là PU chúng tôi sẽ đi màu cánh dán và chữ thép vàng. Cơ sở đồ gỗ Đồ Thờ Hiền Lành thì nằm tại làng nghề La Xuyên, xã Yên Ninh, huyện Yên, tỉnh Nam Định. Quý khách có thể về trực tiếp cơ sở đặt hàng hoặc đặt hàng online. Đồ gỗ Hiền Lành thì đang khuyến khích quý khách đặt hàng online thì sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian cho quý khách. Không cần về cơ sở mà vẫn được các cái sản phẩm như mong muốn. Chúng tôi đã quay video clip lên và chúng tôi sẽ báo đúng kích thước, mẫu mã. Quý khách cần biết thêm chi tiết thì quý khách có thể liên hệ trực tiếp về cơ sở đồ gỗ Hiền Lành qua số 0986 883349 hoặc 0985 226684. Và video này thì đang được quay trực tiếp tại cơ sở đồ gỗ Hiền Lành, cơ sở 6 đường Đồng Tâm, La Xuyên, Yên Ninh, Ý Yên, Nam Định. Trong thời gian vừa qua thì chúng tôi đã bàn giao rất nhiều các cái bộ sản phẩm hoành phi câu đối tới tất cả các cái gian thờ lớn nhỏ trên toàn quốc. Quý khách nhớ đăng ký kênh để có thể xem được các cái đơn hàng đặt hàng online của chúng tôi. Và hẹn gặp lại quý khách trong các cái video tiếp theo. Xin cảm ơn.